Dạ em Nga xin chào cả nhà mình ạ. Dạ hôm nay em Nga mua được một mớ mực, giờ về đã làm sạch sẽ này, nhưng bây giờ để cho nó khô ráo đã rồi em Nga sẽ ướp đồ vào. Mực hôm nay rất là tươi ạ. Dạ mua thêm được một bó đỗ đậu rồng nữa. Em thường hay gọi là đỗ xương rồng, nhưng các bác bảo đó là đỗ đậu rồng. Đỗ này em rất thích ăn, hôm nay mua về xào ăn một bữa. Bây giờ có mẹ Nga làm đỗ, nó kêu Toàn xuống để Toàn ướp mực. Anh ấy làm cái món mực ướp sa tế rồi ướp đồ vào á, kho rất là hấp rất là ngon. Lần trước anh làm một lần rồi, bố Quý còn khen ngon, ông nội cũng bảo ngon. Thế hôm nay bạn ấy biết làm thì cứ để cho bạn làm ấy. Bạn ấy trổ tài. Mẹ thì cũng biết đó thôi, nhưng mà bạn bảo mẹ làm không giỏi bằng con, để cho con làm cho. Thế thì mặc kệ bạn ấy. Bạn làm được gì là mình nhàn cái đấy. Cả nhà ấy, em Nga đang nấu ăn á. Thế là ông chồng gọi điện về bảo là đem đồ Đoàn vào để trong kia cho anh nhà nuôi máy lên, tại vì nhà em Nga máy cày đi bo tràm mà 3 ngày hôm nay rồi vẫn nằm ở trong rú, lý do là mưa không lên được, thế là nằm ở trong đấy, thế là nằm mãi ở trong đấy cũng nóng ruột. Thế là hôm nay mới mượn hai thêm anh máy cày nữa đi vào kéo lên. Thế là không đủ đồ nghề, có nghĩa là phải đào đường để cho nó lên á, không có cuốc rồi bàn vét rồi xà beng các thứ để đào lên. Thế là anh chồng gọi điện cầm vào, thế là mê man lên vào mãi mới làm nên được. Thế là về sau anh chồng bảo là thế thì về làm mua đồ ăn về nấu ăn ấy, nhưng mà đồ ăn thì em chuẩn bị rồi, nhưng mình ở đấy là phụ cho các anh nhé, ví dụ như mình không làm được gì đâu, nhưng mình nhặt cái cuốc rồi bảo là cầm cái gì hay đi vác que củi để mà kê thì mình ở đấy làm được. Thì ở làm mãi đến khi các anh về em mới về. Thế là về là có Toàn ở nhà cơm nước hết, thì mấy anh ấy lại ngại không quay video, thế là em không quay được. Thế là ăn uống xong giờ tan rồi mới về đây. Ôi trời ơi, vào trong nơi mãi đi, lâu lắm rồi em không leo leo rú. Trời ơi mà leo lên cái đồng dốc 2 lần liên tục, đi lên đi xuống, một lần là lên lấy cuốc, một lần là xuống lấy vác củi. Trời ơi mà leo lên leo xuống mà chống ngực đập thịch thịch luôn. Nếu mà mình đi thong thả thì sẽ nhàn không việc gì đâu, nhưng mà đang vội vội vàng vàng sao cả đi cả chạy. Đang nói với bà chị bà chủ ấy, bảo em lâu rồi không 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 chéo á thì mệt hết cả hơi. Chị bảo thế mới biết cho chị là vất vả hay không, mà không phải, đây là một là do em đi vội nên là mới đi lật đật nó mới mệt như vậy, chứ còn nếu mà bảo là nếu mình đi làm á thì cứ đi thong thả từ từ thì nó sẽ không mệt, thậm chí còn thể dục được khỏe. Chị đang cười. Là bây giờ về em Nga phải đi đón bé Thảo đây, hắn còn sớm nhưng mà em lấy xuống lấy một chút hàng ai gửi cho khách đã, rồi nốt tiền hàng đi đón con luôn. Rồi có một đơn hàng quà chị bưu điện mới 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 gọi nên bảo là xuống mà lấy, chứ Nga có quà chắc là của cái cô ở ngoài 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 kia gửi về cho bé Thảo. Hôm đấy cô ấy bảo em cho địa chỉ số điện thoại, cô bảo cô gửi về rồi mà chắc hôm nay nhận được, nên là bưu tá xã họ đang liên hệ đây. Thế bây giờ nốt đi lấy hàng gửi cho khách này rồi đi lấy quà cho bé Thảo luôn. Em Nga giờ đem hàng xuống bưu điện gửi rồi lấy hàng lấy quà của bé Thảo về, mà hiện tại 3 giờ rồi mà bưu điện chưa làm việc đây này, giờ đang đứng chờ một tí để xem là nó có ra không mà lấy luôn. Hàng của em Nga đem xuống mà giờ đang gửi bên bác nhà hàng xóm đây này, tại vì bưu điện chưa mở cửa, giờ gửi đây hồi nó sang nó lấy. Cả nhà ơi, vậy là em Nga chờ đợi cũng lấy được hàng rồi đấy này. Em phải vào trong nhà, hôm nay bưu điện không làm việc, thế nào phải chạy vào trong nhà lấy. Đây là thùng hàng của em Nga cô Liên gửi đây, gửi quà cho bé Thảo. Để tí về khui hàng. Hôm nay đi vào đến cái nhà gần bưu điện hay phát quà đây, để thấy có một cái lò quay quay gà quay thịt, hôm nay mới biết đến. Thảo ơi, làm cái lò quay như này mà không giới thiệu chi cả. May mà vào đây mới nhìn thấy lò quay đây chứ. Chị à, thịt để dây này có chín được không? Nóng cắt mỏng đã hay ôi tiết này mà đứng quay thịt thì thích quá chị nữa, ấm nức lớn đi. Nổi phải mặc áo rét đó chứ chơi. Chị nướng bán. Ví dụ như em mà đem thịt xuống thì chị có nướng không? Có. À có ở đó rồi. Dạ dạ, đó. Vâng. Cho vâng, cho biết đường cái bữa sau thích ăn thì cầm xuống này. Vâng. Dạ. Em cũng nói là
hàng đưa đứa xuống. Vâng, thế thì chị lúc nào cũng ở đây à? Dạ, buổi sáng bạn xối bên mây, lỡ bị treo thì chị nửa ngày này nay. Dạ. Ra vây. Có nghĩa là buổi chiều nào chị cũng ở đây. À, vâng, thế cho biết. Con trời trời chiều chủ nhật. Dạ, dạ. À, sang lên lớp đón bé Thảo rồi mà thấy các con, các cô vẫn đang học. Chào cô ạ. Bé Thảo. Bé Thảo đi. Bé Thảo hôm nay mặc áo xanh đang ngồi học. Cô bảo dạng này rất là ngoan. Yeah, con phóng thế, phóng ông Thảo. Hôm nay các bạn về nhiều hay sao ấy, thế còn có 3 bạn nữa thôi. À, có mấy bạn cô đang dạy riêng lớp mình đấy. Thảo ơi, Thảo, cô nhà, Thảo ơi, anh mẹ, ui bẩn đi, cho tay vào mồm còn, đủ nhắng nó, ấy, cho mẹ lấy cặp đã, Thảo ơi, ô cái bạn này ranh vào nhà cô. Ngày thích trèo cầu thang của cô thôi. Vào đây. Mẹ về đây. Ôi đứng đó. Đứng đó mẹ Nga mặc áo ấy. Mặc thêm áo vào. Suốt ngày soi gương. Ây, xấu đuối còn sói đấy. Rồi mang khẩu trang vào mà về nhanh. Rồi ta về con hay. Dạ. Yeah. Vui quá đi. Vui quá bé Thảo ơi. Em về ngang qua chợ mua một bó chè này. Bó chè về ỏm nước. Anh chồng hay uống nước chè lắm. Một bó như này nhà em phải ỏm làm 3 lần mới hết. Có 10.000 một bó thôi. To tướng luôn. Mẹ con đang chuẩn bị thưởng thức vịt quay. Chuẩn bị ăn vịt quay nhanh lên. Thảo ơi. Anh Toàn, chú Ní. Răng con. Cắt nữa đi con. Ôi trời ơi. Quá quá. Ôi một đôi giày to đẹp luôn. Không biết là cô mua cho ai đấy không biết. Giày này giày của con trái vậy. Cô cậu ơi. Ôi, cô mua áo len cho bé Thảo. Đẹp chưa? Đẹp thế. Cái này à, áo mưa. Một bộ áo mưa hay sao vậy? Chắc là phải cắt ra. Đặng rách đi tốm lên. Đấy, con muốn ăn mì tôm không? Thảo đói bụng muốn ăn mì tôm. Đấy. Ôi. Thảo ơi, áo mưa, toàn này áo mưa ra nè, con phải bóc đây nè. Con phải bóc rồi. Ui, quá, kẹo. Cảm ơn ba rất nhiều Thảo ơi. Thảo cảm ơn ba đi. Ba gửi cả đồ chơi cho bé Thảo nữa này. Chuẩn bị Noel. Ăn hình ảnh chuẩn bị ngày lễ Noel á. Ngày của em ơi. À, áo mưa. Áo mưa. Áo mưa dài cho bé Thảo này. Cả áo kiêm quần luôn. Ôi bà. Sắm cho Thảo đủ thứ rồi. Đây là thạch kèo. Bà bảo cho ở trong túi đây cho Thảo xách cho thích. Cặp buộc tóc với dây buộc tóc của con gái xinh chưa? Cái này là của Thảo. Để xem bà tặng Thảo gì ở đây. Ôi trời ơi, kẹo. Một túi kẹo luôn. Thích Thảo nhá. À, và mua cả túi luôn nè. Không được. Người đây, con Thảo đây. Thảo. Thảo đi học về đói bụng đang đòi ăn mì tôm. Đây bà tặng con này. Cầm con đây, con cầm. Con cầm con xin ba. Và con cảm ơn ba nhiều lắm. Thì đang đòi ăn, đi học về đói bụng mà. Được rồi, được rồi. Thưa ơi, mẹ con bé Thảo cảm ơn ba rất nhiều ạ. Bà gửi quà cho mà bé Thảo này. Mẹ Nga như đôi giày này là bà mua cho mẹ Nga lắm. Tại vì thấy đôi giày thể thao.
Đôi giày này á, em Nga sẽ là để đi đánh bóng chuyền đấy, đi thể dục thể thao luôn. Rất là đẹp. Đây. Rồi. Cô rất là cẩn thận, cô còn ghi luôn một tờ giấy luôn. Cô gửi bé Thảo áo ấm và kẹp tóc. Bé Thảo xinh bà yêu. Bé rất nhiều, cầu mong cho con ăn ngon chóng lớn. Cô không biết kích thước như cứ đài, vài món đồ, đôi giày hy vọng con mang vừa. Cô rất thương mến gia đình Nga quý Toàn, Hương Thảo và cả gia đình nội Thả Tim. Dạ con thay mặt đại gia đình xin chân thành cảm ơn cô rất nhiều. Dạ cô đã gửi những món quà rất là ý nghĩa đến cho gia đình con ạ. Dạ cũng xin chúc đại gia đình cô một sức khỏe là dồi dào, làm ăn gặp nhiều may mắn. Nên là mẹ Nga có một đôi giày xinh luôn, vừa luôn. Đôi giày này với Hảo đi học cho ấm rồi đi đánh bóng chuyền rất là ok. Ôi vừa khít chân luôn đấy. Chắc là cô nhìn đi người con to thế nào cô mua được cỡ vừa chuẩn luôn. Con thường thường là đi giày size 39. Mà đôi này không thấy ghi size ở đâu cả nhưng mà đi rất vừa luôn ạ. Hồi quà xong bây giờ mẹ con cháu đến tiết mục ăn anh vịt quay. Mấy mẹ con chỉ mua lửa con thôi tại vì anh quý không ăn, tí nữa sẽ làm món khác cho anh ấy ăn. Ăn nóng hổi bốc hơi luôn, ngon chưa? Rồi cho thêm cả túi rau sống nữa lên. Rồi cho hai loại nước chấm luôn. Bên một bên bảo là nước chấm không cay thì cho trẻ con ăn, còn bên cay thì người lớn ăn. Rồi bây giờ mấy mẹ con sẽ ăn vã thôi, ăn khi còn đang nóng, một hồi nữa thì ăn cơm xong. Cô để mẹ ăn cho. Bé Thảo đi học về đói được nhau nhau này này. Dạ bây giờ em mời cả nhà ăn vịt quay với mấy mẹ con nha. Cho Thảo ăn đi, Thảo đói. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Thôi anh chị vào ăn với em luôn đi. Thì đang đói mà đang nóng này ăn thế mới ngon. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Hai anh chị ngồi ăn đi con. Mấy anh chị này ngại lắm, sợ nên sóng rồi. Không biết chấm nước nào ngon em biết. Nước mắm còn làm ngon lắm. Yes. Ngon thế. Nóng ngồi con ngồi trên nến. Thật ra bây giờ mẹ con cháu xin dừng video tại đây đây. Hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo. Để cho anh chị ăn cho tự nhiên thoải mái. Đừng tồi con. Con nó không thích quay là mẹ cứ bắt ép mà các cháu nó ngại mà. Dạ xin gặp mọi người lại những video tiếp theo ạ. Chào, xin chào tạm biệt.